Phần thi chào hỏi của đồng thi số 3, khoa kinh tế quản trị kinh doanh và khoa văn hóa du lịch xin phép được bắt đầu. Xin mời đoàn đại biểu xuống xe. Và hiện tại chúng ta đang có mặt tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đây là một trong những cửa khẩu có vị trí quan trọng trong việc giao thương kinh tế giữa hai quốc gia, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Và để tiếp tục cuộc hành trình, đoàn chúng ta phải làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu. Và sau đây xin mời đoàn mình nghỉ ngơi tại chỗ để tôi đi làm thủ tục xuất cảnh cho đoàn mình. Trong phim trường là thủ tục thông hành, quý vị có thể tham quan và chụp ảnh tại khu vực này. Chúng tôi thuộc đội thi số 3, khoa kinh tế, quản trị kinh doanh và khoa văn hóa du lịch.